Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu ra nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy, nồi nấu cao cấp nghiêng đổ. Cái nồi này thì các bạn sẽ nghiêng đổ bằng tay quay hoặc là nghiêng đổ bằng motor. Nồi này thì sẽ có dung tích là 300 lít và kích thước của nó là 800 nhân với lại 600 và kích thước phủ bì của máy là 900 nhân với lại 1600 nhân với lại 700. Máy này thì sử dụng điện 3 pha và công suất tiêu thụ của nó là 18 kW. Máy thì được lưng đỡ bằng khung 40x80, dày 1,5 ly và có 4 bánh xe để các bạn di chuyển cũng như là để các bạn khóa lại khi mà các bạn đã cố định cái vị trí mà các bạn sử dụng máy. Máy này thì sẽ lấy nguyên liệu bằng cách nghiêng đổ như mình vừa giới thiệu với các bạn, và có thể là các bạn sẽ lấy nguyên liệu nóng ra bằng cái van xả đáy ở bên dưới này. Máy này thì sẽ được cấu tạo 3 lớp và ra nhiệt cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Lớp trong cùng tiếp xúc với nhiên liệu là inox 304, dày 2 ly. Lớp thứ hai sẽ bao gồm lớp dung môi truyền nhiệt và các cái cây điện trở, và một lớp inox 304 dày 2 ly. Lớp thứ ba bảo ôn bên ngoài giúp các bạn tiết kiệm điện cũng như là an toàn khi sử dụng. Lớp bảo ôn này thì sẽ có một cái lớp bông thủy tinh cách nhiệt và lớp inox 304 dày 1 ly bảo ôn bên ngoài. Ở trên video màn hình các bạn đang xem đây là nghiêng đổ bằng tay quay nhé. Đây là mình sẽ thao tác cái nghiêng đổ này cho các bạn xem. Với dung tích 300 lít nhưng mà nghiêng đổ rất là dễ dàng. Cái motor của cái máy này là motor 2HP ạ. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt mua các cái nồi nấu ra nhiệt, nồi nấu cánh khuấy, nồi nấu lật nghiêng như thế này thì liên hệ với lại inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của chúng tôi, địa chỉ tại 163/8 Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Máy này thì sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng điện tự động và các bạn có thể là cài đặt được nhiệt độ, thời gian cũng như là tốc độ của cái cánh đảo này nhanh chậm. Cánh đảo này thì chúng tôi sẽ làm bằng cây inox đặc và bên dưới là sẽ có các cái tiếp nông chuyên dụng vét sắt đáy và thành, giúp các bạn nấu các cái nguyên liệu nóng cũng như là nguyên liệu đặc sệt khô một cách là dễ dàng và không no là bị bén khét. Nếu như các bạn có nhu cầu thì liên hệ với lại inox Thanh Hưng để nhận được giá rẻ trực tiếp tại xưởng sản xuất, không phải qua trung gian. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.